Chiều nay mấy anh em mình nhậu tông chiều mưa cả nhà ơi. Mới giờ dọn đồ ăn lên nên trời mà mưa quá chừng lớn. Mới thiết kế mấy tấm bạc gạch nát hết rồi. Nãy dột quá chừng dột rồi. Nay làm món gà hấp bia anh Hiếu. Hôm nay mấy anh em mình tính làm mấy con gà hấp lưỡi lam á cả nhà. Mà nãy trời mưa quá không có đi mua được. Sẵn tiện có bia đi để mấy anh em hấp bia luôn. Hẹn cả nhà mấy clip sau mình sẽ làm gà hấp lưỡi lam nha. Quá cả nhà ơi. Nguy cơ bị sập chòi anh Hiếu ơi. Quá trời mưa. Củ hành, củ tỏi, dầu ăn với ớt hả? Cà no, ngọt đường. Cà no với bột ngọt, với xíu đường nữa. Hấp bia thì quá đơn giản rồi. Gà hấp bia nha cả nhà ơi. Rồi, tại mưa mà ăn gà hấp bia này đúng bài anh hiểu không? Quá, không có mua được gì hết. Nãy giờ mấy anh em mình hay dòng vô tâm quắc. Hôm nay món chính hôm nay để mấy anh em mình chia sẻ với cả nhà. Hôm nay mình anh Tường là anh đi câu được mớ cá tê cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món cá tê nấu bầu nha. Cá tê nấu bầu nhúng đột bầu luôn. Nhưng mà cái công thức mình nấu thì rất đơn giản nhưng mà không tanh mà cá tê rất là ngon. Rồi mình chế biến anh Hiếu ơi. Chào cả nhà. Bữa nay con Hiếu xuống ở tầng mưa nè. Ở mày đâu mưa đâu, bữa nay anh đi xì phố về cái tầm mưa. Kỳ cục. Ngộ thì chứ. Này mình giống ngay như mấy gà anh thấy đi tối mưa có một góc nhỏ xíu mà 4-5 người ngồi đúng là hả, giọt ướt nhẹp trời hết luôn rồi đó, ướt nhẹp hết luôn đúng là ngồi cái lẫm dính giữa này khô thôi à. Vậy mà vua đất thâm hương nó đầu tư cho ông mới vậy mà chưa được cái mặt kiếm tiền nữa. Gì đúng rồi con. Này được rồi ha. Rồi cái đó được rồi. Vậy chứ món cái tôi hấp bầu lâu lắm mà. Mấy năm nay muốn ăn lại cái tài. Món chưa được ăn. Món này cá tê nấu bầu này nói chung dân dã nhưng mà nếu mà mình ăn một lần thì mình nhớ hoài luôn á. Tại cái hậu vị nó rất là đặc biệt, thơm lắm. Bốc khói anh Hiếu ơi. Chưa anh Hiếu ơi, hấp nữa đi. Rồi tới lại chứ chưa chín đâu. Gà này bự mà. Gà này 2 kg á. Mưa ớt đã không? Mưa ớt này ăn vô là nó nhức nách đấy. Quá khói. Da vàng chín ha. Chính chưa? Ok. Riêng cái phần cá tê này mấy anh em mình làm nước sôi cả nhà cho nó sạch nhớt đi, rồi bây giờ anh Hiếu sẽ chiên sơn cá lên nha. Chiên sơn lên cho nó săn thịt lại. Gọi miếng tỏi cho ăn thơm mình ha. Tỏi à. Tỏi luôn ha. Cá mình chiên sơ lên á là nó sẽ bán cái mùi tanh với lại thịt cá nó săn lại khi mình nấu lẩu rất là ngon.
có sạn bản dễ gấp anh Héo, dứt dứt ra sạn kia kìa đó. Sơ sơ được rồi. Sơ rồi cái này. Tụi nó chiên chín quá là cũng không ngon. Nám dầu quá thôi. Nó đậu trộn. Sơ chung. Nám dầu nó cá non quá. Cá này hơi nhỏ ha. Cá là cá rồng rồng. Cá này để hiếu tháng nè. Cá chê rồng rồng. Cá này bằng nửa bằng tay cái gì? Nhậu nhậu thôi, cá chê rồng rồng, gà hấp đi Sài Gòn. Gà hấp đi Sài Gòn. Lộn, lộn mấy chuyện rồi. Đấy. Này là kêu mình tái chế dầu lại nè. Dầu mình chiên cá sơ xong rồi mình lấy mình phi luôn. Từ bữa giờ kinh tế khó khăn quá anh Heo. Tiền tí sơ cho em hả? Hát gì nhà hàng đâu trời. Đường đơn vậy chứ mà. Đồ ăn vô cái nhà ơi. Đồ ăn. Hành, tỏi, ớt, tiêu. Món này mấy anh em mình là đặc biệt á, mình sẽ dùng nước dừa thôi cả nhà, nước dừa tươi á, mình không sử dụng nước lạnh. Phi củ hành, củ tỏi với ớt cho nó thơm lên, xong rồi mình đổ nước dừa tươi vô. Mấy anh em mình có khoảng ký cá mình sử dụng 2 tái được rồi. Ủa cái dừa này gáo nhỏ quá anh Hiếu. Sao gáo cái tái bự, sao gáo nhỏ xíu ta. Mình chắc pha thêm nước lạnh vô quá ha. Ít nước quá. Pha thêm nó ngon. Pha thêm nước cho nó. Vì hôm nay vì lý do cái thật tại mưa. Cái hai tới dừa mà sao tới bự này mà mua gáo nhỏ xíu à. Cái sầu lên nè. Rồi lấy ăn miếng nước thôi. Đổ rồi, đổ vàng rồi. Mình muốn đổ nước vô cả nhà ơi. Dừa vô. Nhiều nước á chứ ít đâu. Nước nhiều anh Hiếu ơi. Được rồi, đứng đứng uống hết rồi. Được rồi. Rồi để thôi, anh ấy thôi, nó sắc xuống hết rồi. Tính ra cái chảo này chảo lớn á chứ mình chế đó nước nhiều lắm á đúng không? Hai tới dừa gần nửa chảo mà. Nêm luôn cả nhà ơi. Lại cho miếng nước luôn Hiếu ơi, cho để xuống nó gặt nữa. Nêm đi. Này Dũng Dũng sĩ húp nước không hả? Muối nha cả nhà. Nêm luôn đi. Muỗng muối đi. Xíu bột ngọt cả nhà ơi. Nêm nè. Rồi chắc hai muỗng là no rồi. Ít đường nữa. Nước mắm. Mắm vô thơm lắm. Chừng 3-4 nước mắm nha cả nhà. Món này nói chung gia vị nó không cầu kỳ. Muối, đường, bột ngọt, cà no với nước mắm. Thì cả nhà mình định lượng cái nước á, mình nêm cho nó vừa ăn được rồi. Đã có tiền lớp nè. Hả? Lớp thơm nữa. Tôi lớp ngon đó. Mình sử dụng tiêu lớp cũng được, hoặc là tiêu sọ mình cũng được, cái nào cũng được hết. Tiêu là thơm mà. Tiêu ngon. Tại vì mấy anh em còn mấy tiêu lớp mình thải luôn. Mưa gió bão bùng. Mưa quá biết nói. Mưa quá nói cả nhà chắc không nghe. Cả nhà không cảm nha. Hay bị ồn luôn á. Mưa lớn quá, mưa lớn luôn.
Món này đặc biệt mấy anh em mình sẽ sử dụng nước chấm bằng nước mắm kho quẹt nha cả nhà. Có hả? Nước mắm kho quẹt này mà chấm với bầu với đặc bầu là thôi khỏi rồi. Chơi luôn. Mình đợi cái này sôi lên cả nhà, mình sẽ thả cá vô cho chín. Mấy anh em mình sẽ nhúng cái phần đặc bầu với bầu vô nè. Cực kỳ ngọt luôn. Chả bự quá ha. Thôi vừa thôi. Nhúng ra nó tàn luôn á. Đó, làm chỗ nhỏ cho gọn. Khều dưới trời. Làm gì gung với cha. Mà cầm cái đầu này vậy nè, cái đùa ra phân nửa. Ờ, cái dĩa mà anh cầm anh bợ cái nó lạnh thiệt chứ. Chết. Con như ngon. Ăn mấy tấn cá rồi còn chưa biết bỏ vô. Đổ kìa. Nước. Cầm này nè, trời đất ơi. Từ từ rồi bớt thôi. Con ơi. Bỏ vô cá bự luôn kìa. Cái đầu. Giang à. Rồi rồi. Vậy cái nước ở trong dĩa vô. Lâu lâu kia bếp phụ vô cá hay liều khiều quá nè. Kiểu không hài lòng. Chứ bỏ cái cá bỏ vô kiểu không hài lòng đâu. Để hiểu là chê anh dĩa vậy anh thấy. Dám nói gì đâu trời. Mưa gió quá. Ờ, này ăn nhúng luôn à. Có luôn hả? Vậy đây có tiền uống bia được. Còn mày trúng à. Để phụ đây chính thì túng lên túng à. Mới trúng dữ á. Mưa quá cả nhà ơi. Mấy anh em mình mời cả nhà dùng món gà hấp bia với lại cá tê nấu bầu nha. Món này món chính hôm nay là món dân giả. Tại có con em ở Sài Gòn về nè. Hôm nay phụ quả cho con gà mà anh em hấp bia luôn. Nhiều quá rồi. Hả? Nhiều quá. Chấm hoa quẹt anh Hiếu. Để chén sẽ hoa quẹt qua Hiếu. Cho anh Hiếu chấm. Bầu mà nhúng cá tươi mà chấm nó hoa quẹt nó thôi. Ăn như trời mưa nữa thôi. Khỏi nói luôn anh Thái. Đây cái chê đây. Dài dữ à. 40 bút. Cái tê mình nhúng béo cả nhà. Chấm kho quẹt nữa, ăn miếng bầu vô nữa. Cực béo luôn. Cá rồi. Con luôn. Hả? Con luôn. Đóng sâu quắc vậy.
chấm với hồ quẹt càng mới ngon, nó mới thấm. Lậu quá. Anh nghe cảm giác nó vị này sao anh Thái? Nấu mà tắm nước nè, đã. Béo không? Béo vừa ăn luôn. Này kia mình cố ăn nè anh thấy không? Làm y cái đầu luôn. Vị đã. Vị mới béo nè. Có miếng hồ quẹt chứ ớt nữa nè. Đó. Mời cả nhà nha. Lý do kỹ thuật tàn mưa hả? Nãy giờ ăn giết no bính bụng luôn anh heo. Bữa nay Hiếu nói mấy anh em không hương đó, thì hương nó phải để cho nó sai, mà chưa nó chưa sai hết là nghĩ là nó không hương. Dùng hơi chán xíu rồi, nhưng dùng là không có hậu. Được bầu hết luôn anh Thái. Cũng băng luôn rồi nè. Cái dĩa sao còn chiếc đũa không ta? Cạn luôn rồi. Cạn bầu. Rồi tối đêm nay tại mưa quá cả nhà, chắc anh em mình có clip tại đây nha. Chúng anh em mình review mấy món ăn dân dã không à. Rồi chào cả nhà luôn nha. Cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nha. Chào luôn cả nhà.